Hello, Nghe xin em chào nói tất gì cả anh không? em. Hôm nay rảnh rỗi để làm clip thì vừa ra download cái bodycam về treo máy âm bố mất mấy mạng rồi. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ test thử con R93T2 cho anh em xem nhá. Đây con R93T2 đây. Rồi, em mình đang ăn hành rồi. Lặng lẻ quá, lặng lẻ quá. Hà Nội hôm nay hơi lạnh anh em. Ta rút hẻm B nhá. Này thôi dốc nước này bóc nước này ăn còn vừa bốn em anh ơi, để em ăn với ngọt như mía lùi rồi, hay lắm. Rồi, không hốc được thằng nữa, kể ra thì cũng được 6 em ấy. Vãi anh Điệp. Hôm nay bắn cùng với lại thằng của em, nó muốn thằng của em thôi, đêm hôm tự nhiên nó mò vào nó gặp ở clan tổng tư lệnh. Hay lắm. Ui giời, đông thế. Anh em bảo mình làm cái con R93T2 này, hôm nay mình làm con R93T2. Rồi hay rồi. Bắn con R93 này anh em mình cứ rút nhiệt thôi. Rút nhiệt tình thôi. Tem họ không vớ vẩn đâu anh em nhá, tem họ cũng bắn tốt đấy. Tem mình đang thua mà. Hẻm ba lên, lên đi. Mấy thanh liên này cũng lì. Lì như trâu. Hay quá, cover hay quá. Tao ăn cover đến từ đội bạn. Dốc nước nào rồi, hay rồi. Dốc nước nào nó. Mắc kẹt nữa chứ. Chỗ này rất hay mắc, cái chỗ ở nước nước cầu rất hay mắc. Em B. Mình bắn con R93 này nó vẫn chưa được quen tay, mới bắn trận đầu tiên thì nó hơi bị hững hững theo kiểu là mình hay bật zoom 2 mà con R93 chỉ có zoom 1 thôi. Thế là nhiều khi bắn nó hơi bị lỡ nhịp. Cứ cam con R93. Vì ra một cái lã trên này. Đấy, thấy không? Anh em thấy không? Cam này phải tập trung anh em. Lớp B kìa. Không lên luôn. Mày cũng lì. Cố gắng lấy top anh em nhá. Mặc dù âm rất là nhiều mạng rồi, mà cố gắng lấy top. Cánh tem này cơ mà sợ cái gì, còn tôi ở đây cơ mà anh em cũng phải lý. Chém dao. Thanh liên chơi lầy nhờ. 5-7 rồi anh em ơi. Tỷ số đang được rút ngắn. Thanh liên rất lầy luôn. Và là bên nhà B tiếp. Tiếp nhà B thôi anh em ạ. Một thằng đi viện. Hai thằng đi viện. Quá. Hay quá, cover hay đến từ đồng đội. Pha cover rất hay đến từ đồng đội. Hay rồi, hay rồi. Tiếp tục đi rút thôi nha. Con này là phải rút nhiệt. Tem mặc dù tem họ cũng mạnh đấy nhưng mà cứ rút. RR thì tôi cũng muốn làm là thủ cho anh em. Hay quá. Tôi muốn thủ nhưng mà tôi làm clip rút cho nhanh anh em thôi, anh em một tôi thủ tôi rút thôi. Ra đây chơi game hay quá anh em, thấy một cam giờ thứ ba cũng là làm tay hay rồi.
Và shot dành cho Hồ Điệp. Ý à, nên bót chùm này đã xử Điệp ngu. Rồi anh em cứ đánh được cái tem này rồi tôi quay clip ngắn ngắn một tí thôi, chứ quay lâu quá anh em xem không hết. Quay được đánh được tem cái là ok. Hay rồi, mừng là 7 đều, tỷ số được rút ngắn. Bắt đầu Hồ Điệp bắn cái là tem bạn chấp bắn cái. Ui bắn treo máy vừa lấy thôi, âm mạng thôi. Chủ tịch sở bờ âm mạng tí thôi. Trời, mấy thanh niên ra đây tiếp nào. Hay lắm luôn. Còn thằng nào nữa, Kubil. Mình là hay rút QB, chứ có hai canh QB, cho nên là mình phải từ từ đã. Có phát rút, phát công. Không là mình rút thẻ B suốt là chết ngay. Đấy, thằng kia bắn 3 thằng QB. Một thẻ ma. Ôi, mình hack Ami bot à? Quay ACE rồi anh em ạ. Anh em thấy Hồ Điệp cam nào? Nó giữ luôn, nó cam nó giữ giảm nhà nó. Quá giữ luôn. Ở đâu nhỉ? Kìa, nước, 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 nước. Nước này. Ô bọn này đi kiểu gì mà sao lại để nước A ở đây nhỉ? Ôi đi hay thật, lại đi ra. Ui giời, cứ che. Ôi giời, lại leo bên kia rồi. Bọn này đứng ở A mới đứng ở nước đông thế mà để nó móc nó đứng ở A, nước A từ bao giờ. Cố gắng lên, tôi cố gắng tôi đánh cái tem này. Tôi cầm, tôi anh em thấy không? Bắn cái là hội lại thua ngược ngay, làm gì có chuyện bắn Hồ Điệp. Hay rồi, có bắn được không? Bắn được không? Hay lắm, bắn chùi. Là tôi ra xe rồi anh em ạ. Bắn này bảo sao họ trực tiếp. Bây giờ 93T2 lại bắn khá là đàm tay và khá là thích. Rút bắn rất là nhanh. Con này delay rất là nhanh. Nếu mình không chuyên slap thì mình bắn vẫn chưa được nhanh lắm. Đấy, anh em thấy không? Vậy tâm rất là đầm. Rồi, bắn như hack anh em ạ. Cái này thì ai chơi các bạn rồi mất máu rồi. Hay lắm. Toàn những pha đấm mồm của đội bạn. Có A đông anh ơi. Ôi giời. Em có cả lướt B đấy kia nữa. Mình rút như thế rồi bắn 3 thằng cuối B rồi nó cầu rồi mà vẫn có thằng lướt B được. Cái gì đây? Cái gì đây? Sờ lát lại. Thành liền sờ lát rất là kinh. Em toàn cắt đầu A thôi. Mấy thanh niên này chuyên thủ thủ. Rồi hay rồi. Em bắn được đầu A rồi. Vào cái mình giật cho bằng 3 hiệp rồi mà đã lên ACE thế này rồi thì các bố bắn cái gì nữa. Đi đầu A về em. Rồi, hay rồi. Ui rồi ôi, ông sờ láp lại, ôi nhìn kìa, ui nhìn cái chán đời không. Thế mà rùa nhờ. Đấy lại câu quen thuộc nào. Xem UKB Hồ Điệp tiên tử là kẻ chết đi lăng. Tôi không có khái niệm fan mà ai hâm mộ tôi gọi bọn người đó là bạn. Toàn những câu bất thủ. Mình không dám giúp một mình cho người cover rất là khó. Đấy, UKB lại lên này. Cậu A đồng lắm đấy. Anh em không cover đều cho nên mình không dám rút. Mình rút thì chết cái là anh em lại sấp mặt ngay mà. Cho nên là mình bắn cứ vừa rút vừa thủ một tí nên không cả. Mình quay nó lắc là cái nhất, cái hai là ở bên này chắc là khả năng của mình bắn tốt tốt tí. Bắn rồi mình chết cái là tem thua ngay. Bắn chắc chắc tí để gánh tem cái. Hay lắm. UV còn 1. Rồi hay rồi. Dốc nước A anh ơi. Mặc là dốc đầy lắm, hay lắm. Là cái chỗ quen thuộc của tôi. Cái skin này của tôi đã được đi vào huyền thoại rồi anh em ạ. Rất khó có người có những cái skin bắn như của tôi như này. Tôi bắn chỗ này khá là đạp tay. Đến đây headshot đây. Rồi không headshot. Hay quá. Ok. Sao nhở? Ôi thanh niên này lì thế. Zoom. Nhấp này, ăn quả headshot ngay, làm sao mà nhấp. Nhấp nữa này, hai quả headshot, hai thằng ulti nhá, ulti này. Cái đầu, bắt lấy cái đầu. Anh em thấy không, lên lóc nhà nó bắt con gà. Anh em thấy kinh không? Tôi bắn giờ 93 không phải đơn giản đâu, bắn kinh đấy. Cái là mình không thích làm, anh em yêu cầu mình làm thôi.
khe rồi ạ. Còn mà nghe tiếng súng là đội bạn ở đâu nhiều thì... rồi. Ôi dồi, nước B rồi mấy ông tướng ơi. Mấy ông tướng còn để sống nước B này của tôi thôi. Để nhé tôi vào trong B tôi canh nước B cho con bố. Tem mình nó bắn cũng kém quá. Tôi bắn tôi giật chúng mấy giật tôi ACL này trả đuổi được. Làm một hai round nữa thì tôi dừng clip nhá. Bắn nhiều quá xem không hết. Còn giờ 93 rồi bắn khá là đầm tay, khá là thích. Cái là mình không thích cầm con súng này đôi khi bắn với cao thủ mẹ bắn nó 80 tiết nó nã cho mình chết ngay, thành ra chết ngược cầm con 3Z cho nó an toàn. Vừa treo cái treo tải mây cam tem để thua 26, mình vào cái tem giật lên 17 và lên 18 à 11-7 rồi. Các bố ở đâu á, các bố tôi chạy đi đâu không biết được. Không hiểu là các bạn bắn gì rồi múa chà chà hát nha. Đây anh em thấy không, 11-7 rồi. Hot ở nhà, hot ở nhà. Thì em xem bài qua hôm nay có cặp cái zoom ngon ngon ở trên trung cấp 1 kinh người. Zoom bắn cũng ngon đấy chứ đâu phải đơn giản đâu. Ra đây, UB này. Wow, pha mình phải tâm mình không tin được nữa. Có những pha mình bảy tâm mình không tin được là mình lại bắn kiểu gì kinh vậy. Tôi như thế nhé các bạn, quá đủ rồi nhỉ anh em nhỉ. Rồi clip mình xin tạm dừng tại đây nhá. Anh em nếu thấy hay nhớ like, subscribe kênh nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.